Cuối cùng cũng được đi về. Ơ kìa, mày không tắt máy đi à? Ngủ cũng được mà. Tắt máy đi. Ngủ đi, tắt máy đi, ngủ đi, tắt máy đi, ngủ đi, tắt máy đi, ngủ đi. Toàn sống. Toàn thật rồi bố em mà. Đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn đang phải lăn tăn xem tắt máy hay ngủ là cái tốt hơn ở trên MacBook. Vậy thì hãy cùng tìm hiểu xem hai cái cách sử dụng này nó sẽ mang đến hiệu quả hay là nhược điểm gì cho MacBook của chúng ta nhé. Mình là Trường, đây là Mac One, bắt đầu thôi. Ok, mình sẽ chia ra làm hai chế độ. Đầu tiên là chế độ ngủ. Chế độ ngủ mình nghĩ là rất nhiều người dùng MacBook là vẫn đang sử dụng, đã và đang sử dụng cái chế độ ngủ này, nó rất là tiện. Gập máy lại này, cho vào ba lô, đi về, rất là nhanh. Như thế chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian tắt máy và chở rất là lâu, nhất là những trên những cái chiếc máy Intel. Cái ưu điểm của nó thì chắc chắn là nhanh rồi, chúng ta đều biết về điều đó. Thao tác thì cực kỳ đơn giản và rất nhiều người truyền tai nhau rằng đó là gập máy xuống nó không bị tốn nhiều RAM đâu, nên là mọi người rất là thoải mái trong việc gập máy này lại. Và minh chứng đã có rất nhiều anh em ở trong văn phòng này hay là một số người đã khuyên mọi người là chỉ nên ngủ thôi, không nên tắt máy. Ok, vậy thì phân tích qua về nhược điểm đi. Chế độ ngủ, cái điều mà mọi người yêu thích nhất đó là nó không tốn RAM, khiến cho chúng ta có thể dễ dàng có thể tắt máy đi. Nhưng đây lại chính là nhược điểm rất lớn của cái chế độ ngủ. Rất nhiều khách hàng đã từng sử dụng chế độ ngủ này đến với cửa hàng và hỏi tại sao máy của chị giật lag thế, dù nó là M1 nhưng mà dùng nó cứ lag giật giật, không hiểu tại sao như thế. Nhưng mà đến khi mà mình restart lại máy, mở lên dùng nó lại bình thường, không có một độ trễ, độ lag gì cả. Thế là khách mới wow, tại sao lại như thế? Tại bởi vì là khi mà mình hỏi cái vị khách này, họ chưa bao giờ tắt máy của họ từ lúc họ mua máy đến bây giờ luôn, tức là họ chỉ xong đó, không có một lần nào shutdown hẳn đi cả. Đấy, đấy là một cái ví dụ điển hình cho việc là nó vẫn sẽ tốn RAM đấy mọi người, không phải là nó không tốn một tí nào đâu. Tất nhiên là chế độ ngủ sẽ rất là tốt, nhưng mà lát nữa mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng chế độ ngủ sao cho nó hợp lý nhất nhá. Vậy còn tắt máy thì sao? Tắt máy, shutdown, nó có nghĩa là mọi người sẽ vào cái phần quả táo, bấm vào tắt máy và tắt hẳn máy đi luôn. Như thế thì chúng ta sẽ mất khoảng cỡ 5 đến 10 giây trên những chiếc máy M1, M2. Còn trên Intel mình thử thì nó sẽ phải hơn 10 giây đến tầm 15 giây để nó tắt hẳn máy đi. Như thế thì chúng ta cũng bị chậm hơn một chút so với cả những cái việc đó là ngủ. Khi mà tắt máy đi như thế, máy sẽ được nghỉ ngơi hoàn toàn. Và từ đó tất cả các linh kiện bên trong kể cả RAM sẽ không được hoạt động nữa. Như thế thì chúng ta sẽ được tối ưu hơn về RAM mỗi lần mở lại. Nhược điểm của chế độ shutdown cho máy MacBook là gì? Sẽ mất thời gian hơn khi mà chúng ta khởi động lại máy này. Sẽ mất thời gian hơn khi mà chúng ta phải lưu trữ các cái công việc lại. Tức là mọi người không thể thoải mái gập máy xuống được luôn, mà phải backup lại file, lưu lại file, sau đó mới tắt máy đi, đúng không? Rất là mất thời gian. Cùng với đó nữa thì cái việc tắt máy đi cũng phải làm thủ công. Thủ công đó là bấm một quả táo, tắt máy, sau đó bấm tắt máy một lần nữa. Như thế đã mất khoảng 5 giây rồi. Mà chưa kể đến việc là mọi người cũng phải lưu trữ thêm nữa. Một nhược điểm nữa mà mình cần phải nói đến đó là việc tắt máy hoàn toàn, sau đó mở lên liên tục ngày nào cũng như thế, khiến cho máy phải bắt đầu khởi động lại mỗi lần mà chúng ta mở máy lên. Mọi người cứ tưởng tượng như kiểu là nó đang ngủ, yên mình dựng nó dậy lên phát. Rất là nhiều lần như thế thì tất nhiên là linh kiện bên trong kể cả về RAM hay SSD nó cũng sẽ có ảnh hưởng, nó hao mòn đi dần. Cái này thì rất là không nên, đúng không? Vậy cho nên là theo đánh giá của mình, chế độ ngủ vẫn sẽ là tốt hơn so với shutdown. Rồi, dùng chế độ ngủ như thế nào thì tối ưu nhất? Theo mình ý, theo quan điểm cá nhân thì sử dụng chế độ ngủ nhưng lại kết hợp với cả chế độ shutdown sẽ là cách tối ưu nhất. Tức là như thế nào ạ? Hàng ngày chúng ta sử dụng đi làm, cứ gập máy lại như bình thường, cứ cho nó ngủ, ok. Nhưng mà đến ngày cuối tuần ấy, mọi người hãy cho nó vào chế độ shutdown, tắt máy hẳn đi để cho máy được nghỉ ngơi. Như vậy thì chúng ta vẫn sẽ được reset lại RAM sau mỗi một tuần làm việc. Như thế thì sẽ đơn giản hơn và giúp cho chúng ta có một chiếc máy bền bỉ nhất có thể. Ngoài ra, một điểm nữa mình lưu ý đó là khi mà sử dụng chế độ ngủ này, chúng ta có thêm một phần nữa đó là power nap. Cái chế độ power nap này sẽ giúp cho cái việc ngủ của chúng ta nó vẫn hiện lên các cái thông báo, vẫn hiện lên cập nhật các cái thông báo liên tục, chứ không phải là chỉ đơn thuần là ngủ sau đó mở lên lại phải reload lại một chút về tin nhắn, đúng không? Thì để sử dụng chế độ này, mọi người vào giúp mình phần cài đặt nhé. Nhìn xuống bên dưới sẽ có phần pin, bấm vào phần tùy chọn ở bên dưới này. Ở đây sẽ có phần bật thiết bị khi có truy cập mạng, tức là nó là phần power nap ở ngày trước trên các bản cập nhật cũ, đó là Catalina hay là bản Monterey chẳng hạn. Đó, ở trên nó sẽ ghi là power nap, còn bây giờ hiện tại nó sẽ là bật thiết bị khi có truy cập mạng. Các nội dung bên dưới nó vẫn sẽ tương tự như power nap thôi, mọi người chọn giúp mình là luôn luôn. Từ đó thì khi mà dùng chế độ ngủ này, mọi người sẽ luôn luôn cập nhật được cho mình các cái tin nhắn, các bản cập nhật về iCloud luôn luôn được cập nhật ở trên máy kể cả ở trong chế độ ngủ. Ok, quay xong video rồi, ngủ thôi.
Như vậy là mình đã chia sẻ xong quan điểm của mình về việc nên ngủ hay nên shut down máy cho MacBook. Mọi người hay sử dụng MacBook theo cách nào? Hãy để lại bên dưới phần comment nhé, để xem như là cái cách sử dụng nào sẽ tối ưu hơn. Cùng với đó, nếu thấy phần chia sẻ về Power Nap hay, hãy để lại một like và đăng ký kênh cho kênh YouTube của MacOne. Cùng với đó, nếu như mọi người chưa có sản phẩm MacBook nào để trải nghiệm xem việc ngủ hay shut down này hay, thì có thể tham khảo các sản phẩm ở MacOne. Link mình sẽ để phía bên dưới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.